Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Nhã Phương bất ngờ xuất hiện với hình ảnh vô cùng khác lạ, khiến ai nhìn cũng phải tấm tắc khen ngợi. Hơn nữa, cô còn dành những lời có cánh cho ông xã Trường Giang, làm thu hút sự chú ý của khán giả. Sau đây, mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Trên trang fanpage, Nhã Phương đã chia sẻ hình ảnh cô cắt mái bằng trẻ trung, cùng với dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho Trường Giang. Dù nắng hay mưa, dù trưa hay tối, vẫn luôn có em sẵn chờ. Ngay khi đăng tải, cô đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Xinh quá em ơi, hiền mà còn dễ thương lắm luôn. Minh chứng cho câu, gái một con, trong mòn con mắt là hình ảnh của chị Bi nhà ta. Make up như thế này, nhìn trẻ đẹp nhiều quá à. Tuy nhiên, có một số khán giả cho rằng Nhã Phương đã giảm cân hơi quá đà và mong muốn nữ diễn viên tăng cân. Theo hình ảnh Nhã Phương đăng, cô đã gầy đi trông thấy sau thời gian chăm chỉ tập luyện cùng với chế độ ăn uống khắc khe. Bên cạnh đó, vì xuất hiện xinh đẹp trẻ trung, Nhã Phương còn dành câu từ ngọt ngào dành cho người đàn ông mà mình yêu thương đã lòng xã Trường Giang, thể hiện tình cảm ngày càng bền chặt khăng khít mà cặp đôi dành cho nhau. Trước đó không lâu, Trường Giang và Nhã Phương đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và khán giả khi mở thêm nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh với kiến trúc dân gian gần gũi với thiên nhiên quê nhà, rất phù hợp cho ai xa quê. Nhã Phương cho biết cô thay đổi nhiều sau khi kết hôn. Nếu như ngày xưa nữ diễn viên hay mơ mộng thì bây giờ suy nghĩ cô lớn hơn, chỉnh chắn hơn. Hồi xưa tôi đi chơi sao cũng được, thoải mái lắm. Còn bây giờ có chồng rồi tôi phải đặt gia đình lên trên. Trước đây tôi đi làm nhiều, không có thời gian dành cho gia đình. Bây giờ tôi chú trọng, học cách quán xuyến gia đình, đi chơi với bạn bè nhiều. Khi tôi thấy lạc lõng, ai cũng vui vẻ tự nhiên tôi chững lại. Cảm thấy hơi lạc nhịp nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa nhập lại. Diễn viên phim Tràng Quỳnh khẳng định đến thời điểm hiện tại, cô cảm thấy hạnh phúc và ổn định trong cuộc sống. Nhã Phương chia sẻ, thời gian rồi tôi hạn chế công việc nhiều, đến bây giờ tôi vẫn thèm hoạt động trở lại. Nghệ thuật ăn vào máu tôi rồi, nên khi ở nhà tôi bồn chồn lắm, muốn mình phải đi làm. Tôi phải học cách cân bằng cuộc sống gia đình và công việc, chứ không thể ở nhà mãi được. Tôi đã lo cho bản thân của mình, thời gian để hưởng thụ rồi thì bây giờ tôi phải quay lại. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.